Nhà máy gang thép Azovstal đã là nơi cố thủ của các thành viên tiểu đoàn Azov, lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc thuộc vệ binh quốc gia Ukraine kể từ khi bị Nga vây hãm đầu tháng 3. Với quân và dân Ukraine, nhà máy thép Azovstal đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của lực lượng Ukraine trước quân đội Nga trong cuộc xung đột kéo dài và ngày càng khó đoán định. Sau 82 ngày chiến đấu và cố thủ, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nhiệm vụ chiến đấu ở Mariupol đã kết thúc và lệnh cho các chỉ huy tại nhà máy Azovstal cứu mạng binh sĩ. Động thái rút quân cố thủ tại nhà máy thép Azovstal diễn ra trong bối cảnh Nga đã tuyên bố kiểm soát được thành phố cảng Mariupol. Đây là diễn biến đáng chú ý liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine giữa lúc Nga dồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng Donbass. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Pháo đài Azovstal từ thành lũy gang thép đến vẫy cờ trắng thất thủ. Chỉ một ngày sau khi chính thức phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã huy động lực lượng tiến đánh Mariupol. Tại thành phố cảng miền nam Ukraine, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, lực lượng nòng cốt là tiểu đoàn Azov thiện chiến, là đơn vị chỉ huy nỗ lực phòng thủ. Đối với Nga, Mariupol có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Thành phố cảng bên bờ biển Azov được xem là cầu nối giữa vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi phe ly khai thân Nga đang kiểm soát, với bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Do đó, việc kiểm soát được thành phố này đã trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hơn thế, việc sớm chiếm được Mariupol có thể giúp Nga giành tay hoàn toàn ở miền Nam và triển khai các mục tiêu quân sự khác. Từ Mariupol, quân Nga có thể hình thành thế gọng kìm cùng đánh quân ở miền Đông nhằm bao vây lực lượng Ukraine phòng thủ tỉnh Donetsk. Nga cũng có thể tập trung lực lượng tiến sâu về phía bắc Ukraine, đe dọa các thành phố lớn quan trọng khác như Zaporizhia hay xa hơn là Dnipro. Mariupol đã trở thành địa điểm giao tranh trọng yếu trong nhiều tuần và cho đến ngày 15 tháng 4, Nga đã thiết lập vòng vây siết chặt thành phố. Tình thế này buộc khoảng 500 binh sĩ trong lực lượng Ukraine còn bám trụ ở đây phải rút về cố thủ tại nhà máy Azovstal vì đạn dược của họ đang vơi dần. Phía Nga sau đó tuyên bố toàn bộ khu vực đô thị của Mariupol đã nằm dưới sự kiểm soát của họ và lực lượng Ukraine chỉ còn ở Azovstal. Ngày 21 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố đã giải phóng thành phố Mariupol, nhưng vẫn còn khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine cố thủ ở Azovstal và ước tính cần thêm 3-4 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho lực lượng Nga không xông vào nhà máy Azovstal vì nguy cơ thiệt hại lực lượng. Thay vào đó, ông muốn nhà máy này bị phong tỏa hoàn toàn để không một con ruồi nào có thể lọt qua. Ông Putin cũng kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại Azovstal đầu hàng và cam kết họ sẽ được đối xử tôn trọng dù đây không phải là tối hậu thư đầu tiên từ phía Nga. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4, quân đội Nga đã 3 lần đưa ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng Ukraine ở Azovstal ra hàng, song không lần nào thành công. Các binh sĩ Ukraine đã phớt lờ những lời kêu gọi từ bỏ vũ khí. Trong những ngày sau đó, Kiev cho biết quân đội Nga đã liên tục tấn công nhà máy Azovstal. Kẻ địch đang cố bóp nghẹt sự kháng cự cuối cùng của những người bảo vệ Mariupol tại nhà máy Azovstal, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky nói. Trong đêm 27-28 tháng 4, các máy bay Tu-22M3, Su-25 và Su-24 của Nga đã thực hiện 50 đợt tấn công vào nhà máy. Theo phía Ukraine, dù những tuyên bố này không thể được xác thực một cách độc lập, song trong suốt nhiều tuần, dù các binh sĩ Ukraine từng bước để mất Mariupol, Nga vẫn không thể kiểm soát được nhà máy thép Azovstal, nơi được gọi là pháo đài cuối cùng tại thành phố cảng. Phát biểu hôm 16 tháng 5, giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng cố thủ thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ ở Mariupol đã cầm cự đủ lâu, đảm bảo đủ thời gian để các lực lượng khác của Ukraine chiến đấu với Nga và chờ các đồng minh gửi đủ những vũ khí cần thiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết hơn 1.700 lính Ukraine trong nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng, nhưng vẫn còn một số tay súng bám trụ bên trong hầm ngầm. Hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy các chuyến xe buýt chở binh sĩ Ukraine rời nhà máy Azovstal đến các thị trấn do phe ly khai thân Nga kiểm soát, dưới sự giám sát của lực lượng Nga. Hiện chưa rõ số phận của những binh sĩ Ukraine ra hàng. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết họ sẽ được trao đổi với tù binh Nga. Trong khi đó, các nhà điều tra Nga nói rằng họ có kế hoạch thẩm vấn các binh sĩ và có thể khởi tố họ
về những tội ác mà chế độ Ukraine đã gây ra đối với dân thường ở đông nam Ukraine. Theo Metinvest, tập đoàn sở hữu Azovstal, hệ thống đường hầm và công sự của nhà máy này được thiết kế để vận chuyển thiết bị giữa các tòa nhà không dùng cho mục đích quân sự. Song các công nhân đã bắt đầu trú ẩn ở các tầng hầm của nhà máy từ năm 2014 khi lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine cố gắng chiếm Mariupol. Hơn 2.000 dân thường đã ẩn náu ở nhà máy kể từ những ngày đầu chiến sự và nhiều người trong số họ là người nhà của nhân viên. Đến ngày 18 tháng 4, Hội đồng thành phố Mariupol ước tính không dưới 1.000 dân thường đang mắc kẹt tại đây. Ukraine đã liên tục tố cáo Nga cản trở nỗ lực sơ tán, trong khi Moscow cáo buộc Kiev cố tình trì hoãn việc này vì tính toán riêng. Ngày 30 tháng 4, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế bắt đầu sơ tán người ở Azovstal thông qua các hành lang nhân đạo sau nhiều nỗ lực đàm phán. Hành lang nhân đạo này được thiết lập sau chuyến thăm Moscow của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào đầu tuần trước đó. 20 dân thường Ukraine đầu tiên đã rời nhà máy trong ngày, dù phía Nga nói là 25. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra để có thể sơ tán toàn bộ người dân. Vào ngày 2 tháng 5, hành lang nhân đạo đã đưa được khoảng 100 dân thường rời nhà máy Azovstal, trong khi lực lượng Nga được cho là rút dần khỏi Mariupol. Song sang ngày 3 tháng 5, Ukraine nói quân Nga đã tiến vào khu vực bên trong nhà máy sau các đợt tấn công mới. Dù vậy, quá trình sơ tán vẫn diễn ra với 300 người ngày 5 tháng 5 và 500 người ngày 6 tháng 5. Đến ngày 8 tháng 5, cả Nga và Ukraine cùng tuyên bố việc sơ tán dân thường ở Azovstal đã hoàn tất, với 40 người cuối cùng được đưa đến khu vực Zaporizhia do Ukraine kiểm soát. Chính quyền Mariupol cũng cho biết 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong quá trình này. Trưởng phái đoàn Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế ở Ukraine cho hay, đoàn xe nhân đạo là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời và là sự cứu rỗi lớn lao đối với những người vốn đã phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng của cuộc chiến cận kề trong quá nhiều tuần. Họ đã phải chịu đựng sự kinh hoàng mà không một con người nào phải trải qua. Ukraine thừa nhận không thể điều quân giải cứu lực lượng cố thủ tại nhà máy Azovstal do nỗ lực này có thể khiến họ hứng tổn thất nặng nề. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết nhờ các đơn vị phòng thủ tại Mariupol, Ukraine có thêm khoảng thời gian cực kỳ quý giá để huy động quân dự bị, tái tập hợp lực lượng cũng như nhận viện trợ quân sự từ các đối tác. Bà Malia ca ngợi lực lượng cố thủ tại pháo đài ngầm Azovstal vì đã nỗ lực phòng thủ và cầm chân quân đội Nga tại Mariupol trong thời gian dài. Họ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình, song chúng tôi không thể giải vây cho Azovstal bằng biện pháp quân sự. Trước đó, lực lượng cố thủ dưới hầm ngầm của nhà máy thép Azovstal, chủ yếu là tiểu đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Kiev triển khai lực lượng phá vây giúp họ thoát ra ngoài. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo quân đội Ukraine cũng như giới chuyên gia quân sự đều cho rằng phương án này là bất khả thi. Chuẩn tướng Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, thừa nhận rất khó để tổ chức một chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giải vây cho Mariupol và nhà máy thép Azovstal. Để giải vây cho pháo đài này, quân đội Ukraine sẽ phải huy động một lực lượng cùng khí tài đáng kể để đột phá vào vòng vây của các đơn vị Nga đang bao vây quanh nhà máy. Họ đóng vai trò là lực lượng tấn công nên phải có quân số lớn gấp 3 lần đối thủ, điều không thể thực hiện trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải căng mình chống đỡ trên chiến tuyến dài gần 500 km ở miền đông. Trong khi đó, đơn vị quân đội Ukraine gần nhất đang hiện diện cách thành phố cảng Mariupol khoảng 150 đến 200 km. Lực lượng bộ binh cùng tăng thiết giáp Ukraine không thể nhanh chóng vượt quãng đường này mà không bị trinh sát Nga phát hiện và tập kích bằng hỏa lực pháo binh, không quân. Do đó, nếu tiến hành chiến dịch đột kích để phá vây, chắc chắn Ukraine sẽ hứng tổn thất đáng kể. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với hoạt động tiếp tế cho lực lượng Ukraine phòng thủ tại Mariupol. Đồng thời, quân đội Ukraine mất binh lực và trực thăng khi cố gắng sơ tán những người bị thương khỏi nhà máy gang thép Azovstal. Trong thời gian đó, lực lượng phòng thủ tại Azovstal tiếp tục dựa vào nguồn nhu yếu phẩm tích trữ trong hầm ngầm để kháng cự và tuyên bố sẽ thi hành mọi mệnh lệnh chiến đấu từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, họ thừa nhận tình hình bên trong hầm ngầm Azovstal ngày càng tồi tệ khi nguồn lương thực, nước uống cạn dần, vật tư y tế thiếu thốn khiến các thương binh không được điều trị kịp thời. Đến ngày 17 tháng 5, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng tại Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và ra lệnh cho các chỉ huy tại Azovstal
thực thi mọi biện pháp cần thiết để cứu mạng binh sĩ. Giới chuyên gia phương Tây nhận định cứ điểm Azovstal thất thủ đánh dấu việc Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol, cột mốc quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây được coi là một trong những chiến thắng cụ thể nhất của lực lượng Nga kể từ đầu chiến dịch đến nay. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine còn ở Azovstal thề sẽ không rời khỏi đây. Họ thề rằng chừng nào còn sống thì chừng đó còn đánh đuổi quân Nga. Tổng thống Zelensky cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực cực kỳ khó khăn nhưng quan trọng để sơ tán toàn bộ những ai còn ở lại nhà máy Azovstal trong giai đoạn 2 của nhiệm vụ này. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verichuka, Kiev đang kêu gọi tất cả các tổ chức quốc tế gây áp lực lên Nga để có thể sơ tán người bị thương nặng, lực lượng quân y và lực lượng phi chiến đấu theo Công ước Geneva. Bà Irina cho rằng phải có các thỏa thuận và đảm bảo rằng Nga không nổ súng. Ukraine cần những lời bảo đảm sắt đá bằng văn bản. Giới chức Ukraine cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ việc sơ tán bằng đường biển từ Azovstal và quá trình này có thể mất khoảng một tuần. Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnulin thông báo ông đã đến thăm Mariupol cũng như một số thành phố khác của Ukraine trong ngày 8 tháng 5. Ông Khusnulin là quan chức cấp cao nhất của Nga đặt chân đến Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. Trong chuyến thăm, ông cho biết quá trình khôi phục cuộc sống bình yên đã bắt đầu ở các khu vực này. Trong khi đó, ông Denis Pushilin, lãnh đạo lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, mới đây nói ông có kế hoạch biến Mariupol thành một thị trấn nghỉ dưỡng. Ông đã tổ chức một cuộc diễu binh tại Mariupol nhân ngày chiến thắng phát xít của Nga hôm 9 tháng 5. Ông Pushilin nói, Nga ở đây mãi mãi và cuối cùng các bạn cũng đã ở nhà. Nếu Azovstal không được khôi phục thì chúng tôi sẽ biến Mariupol thành một thị trấn nghỉ dưỡng. Và cho biết thêm rằng nhà máy thép ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái của thành phố và vùng nước ven biển. Nếu theo ước tính của Ukraine, khoảng 1.000 binh sĩ của họ vẫn đang cố thủ ở nhà máy. Một chỉ huy khác của lực lượng tại đây hôm 8 tháng 5 nói, lúc này họ chỉ có thể hy vọng vào một phép màu. Trong một bức tâm thư, chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 viết, đau đớn, dày vò, đói khát, khốn khổ, nước mắt, sợ hãi, chết chóc, tất cả đều là thật ở Azovstal. Tự chung lại, Azovstal thất thủ là sự kiện mang lại giá trị biểu tượng cho Nga cao hơn mặt quân sự. Tổng thống Vladimir Putin bây giờ có thể tuyên bố chiến thắng ở Donbass. Tuy nhiên, các đơn vị phòng thủ tại Azovstal đã kìm chân được lực lượng Nga suốt 82 ngày. Do đó, Ukraine cũng có thể tuyên bố họ đạt được lợi thế. Cả Nga và Ukraine có thể coi đây là chiến thắng của họ về phương diện khác nhau.